Bạn thấy không? Đây là cây rau nhà mình trồng ngay ở trên sân thượng. Đấy, đây là khu vực xung quanh mình sống. Rau nhà tự trồng luôn. Vậy em biết đây là cây gì không? Đây chính là cây kinh giới. Cây này mà ăn với rau muống, chấm rau muống thì rất là ngon. Thì tiện thể khi mà mấy hôm nay trời mưa nên là rau muống cũng rất là ngon. Nên là nay mình đã qua chợ và mua được cái một ít rau muống. Đây, mình cho các bạn xem. Đây nhá. Nay mình vừa qua chợ mình mua được một cái rau muống rất là non ngon, mình cũng vừa nhặt sẵn đây rồi. Thì tiện hôm nay mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn món rau muống lộ. Thì nguyên liệu của nó cũng đơn giản thôi, không có gì cả. Món ăn này các bạn làm hàng ngày nhá. Nhất là rau muống này. À, các bạn nên chọn cái rau muống vào cái ngày hôm nào trời nó mưa, nó vừa mưa xuống hôm sau ấy, thì nó sẽ lon và ngon, ăn sẽ ngọt rau hơn rất là nhiều. Đấy, để mà lộn cùng với rau muống thì có cần thêm một chút rau thơm nữa. Đây mình chuẩn bị sẵn rồi một chút rau húng này. Đấy, đây là cái húng đỏ, không nay được mình tìm không được cái húng dũi, nếu được cái húng dũi thì ngon hơn. Một chút rau ngó, mấy quả chanh và mấy quả ớt. Bạn cần thêm cái kinh giới này nữa cho ngon và một chút lạc nữa thì để cho nó bùi. Trước khi mà mình lộn rau muống thì mình nên trần qua cho rau nó chín tới đi, xong rồi các bạn sẽ tiến hành lộn. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành trần rau muống qua đi và chúng ta sẽ thực hiện cái món lộn rau muống này nha. Xin mời quý vị các bạn. Rồi, sau khi mà tôi đã trần qua cái rau muống của tôi nên thì tôi đã có được cái rau rất là non xanh này. Bây giờ tôi sẽ tiến hành lộn cái rau muống này. Nguyên liệu để lộn là bây giờ tôi sẽ tiến hành lộn lộn rau muống. Thì đầu tiên các bạn cần phải cho vào một chút lạc. Đây tôi đã có cái lạc rang sẵn rồi, tôi đã giã dừ ra rồi. Thì các bạn lạc các bạn mua về các bạn nên rang lên, xong bắt đầu các bạn giã dừ ra, các bạn cho vào lộn. Với lạc rang ấy thì các bạn nếu các bạn cần thiết các bạn có thể cho thêm một ít muối hạt vào nữa, muối hạt vào các bạn rang thì nó sẽ nhanh chín hơn rất là nhiều. Để cho cái lạc rang này vào. Lạc rang nha. Ngoài lạc ra thì chúng ta cần có tỏi. Ở đây tôi cũng chuẩn bị sẵn cái tỏi băm rồi, tỏi băm dừa ra rồi. Các bạn cho thêm vào. Rau thơm, vừa hôm nay tôi đã giới thiệu các bạn cái rau thơm rồi đấy. Ở đây tôi có rất là nhiều loại rau, ví như là rau kinh giới này, vừa hôm nay tôi để rau chính rau do nhà tôi sản xuất luôn. Vừa hôm nay tôi quay cho các bạn xem rồi đấy. Các bạn lấy một rau kinh giới này, một ít ngố này, cái rau ngố này cho vào cái rau muống nó rất là hợp, thơm cực kỳ luôn. Nào các bạn cho vào thử các bạn sẽ biết, nhưng mà cho vừa vừa đấy nhé, cái nhiều nó sẽ đắng. Với cái rau húng này, lộn này chúng ta phải nên có cái rau húng mà nó sẽ thơm hơn. Với cái hỗn hợp rau này thì các bạn thái nhỏ ra cho tôi. Các bạn cho vào.
ớt này, đây ớt này các bạn, tùy vào cái khả năng ăn của các bạn nhé, các bạn cho bao nhiêu các bạn cho nhé. Và tôi thì có bà với vợ không ăn được nhiều cho nên là tôi cũng cho ít thôi, cho nhiều nhiều quá sợ cay không ăn được. Ngoài ra thì chúng ta có chanh, chanh thì các bạn cắt ra cho tôi, vắt lên nước. Đấy, chanh sau khi mà các bạn đã vắt lên nước, các bạn bỏ hết vỏ đi rồi, các bạn cho tôi một chút nước mắm vào đây cho nó vừa ăn nhé. Bạn cho thêm một chút đường vào đi nữa. Rất là dễ. Ngoáy đều cái hỗn hợp mình lên cho nó tan ra. Sau khi mà cái hỗn hợp này đều nó tan ra rồi thì các bạn cho vào đây cho tôi. Đấy, các bạn trộn đều đi. Vâng, vậy là tôi đã hoàn thành xong cái món nộm rau muống rất là ngon. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn hãy làm cái món này cho gia đình nhà bạn ăn cải món đi, rất là ngon, đưa cơm cực kỳ luôn. Video của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi. Nếu cảm thấy video của tôi hữu ích, hãy bấm like, comment và chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.